Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy giống như những đồ vật mình cho các bạn chọn tụ như thế này qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và hiện giờ mình đang mở gói cải vận đào hoa dành cho những bạn nào đang độc thân và muốn tìm kiếm nửa kia, thì các bạn có thể liên hệ với mình qua các fanpage để biết chi tiết gói này nhé. Trải bài của ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến bạn thông điệp bạn cần phải làm gì tại thời điểm hiện tại. Và để chọn tụ thì sẽ có 3 đồ vật, 3 vòng tay, 3 lắc tay, và cả 3 đều là vòng tay đá thạch anh dâu tây hồng. Thì thông điệp từ thạch anh dâu tây hồng đó là viên đá của trái tim, viên đá của luân xa trái tim. Thì về cơ bản là khi mà bạn tặng ai đó những viên đá màu hồng hoặc màu xanh lá tượng trưng cho luân xa trái tim là bạn đang trao đi yêu thương. Thì về cơ bản là mình muốn nhắn nhủ đến cả ba tụ là hãy yêu, hãy trao đi yêu thương. Và yêu ở đây nó rất là rộng. Đó, thì yêu bản thân, yêu người khác, yêu ở đây không nhất thiết nó phải gói gọn trong việc yêu đương lãng mạn, mà chúng ta còn có yêu bạn bè, yêu gia đình, yêu cuộc sống này, yêu vật nuôi, yêu công việc của bạn. Và mình mong là với cả ba tụ bài thì dù trong thời gian tới các bạn quyết định làm gì đi nữa, thứ thứ mà các bạn cần phải hành động thì các bạn hãy hành động với tình yêu, xuất phát từ tình yêu thương. Đó. Rồi. Cụ thể như thế nào? Đầu tiên chúng mình có tụ 1 là vòng tay dây bện, vòng tay dây bện thạch anh dâu tây hồng và tỳ hưu. Ok nha, thạch anh dâu tây hồng và tỳ hưu. Và thông điệp thêm cho các bạn thì mình sẽ rút một lá bài oracle. Điều bạn cần làm tại thời điểm này, hành động. Bạn cần hành động gì tại thời điểm này, tại cái thời điểm mà bạn nghe trải bài xong thì bạn cần phải làm gì? Embracing tức là ôm. Được, đúng nghĩa thì nó là ôm, nhưng mà ở đây nó là thế này. Thôi rồi, xem nào, mình sẽ nói qua một chút nhé, và khi nào đến với trải bài thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái thông điệp của lá bài này. Tức là với tụ 1 ấy thì thứ mà các bạn cần làm tại thời điểm này, thay vì các bạn kháng cự lại một thứ gì đó, hãy chấp nhận nó. Thay vì bạn kháng cự những cảm xúc tiêu cực, hãy chấp nhận rằng nó là một phần của bạn. Đó, thì mình thấy ở tụ 1, thay vì bạn làm, bạn ra sức bạn làm hay bạn cố gắng thay đổi một cái gì đấy, thứ mà các bạn cần đó là chấp nhận nhiều hơn. Thì đó là thông điệp của tụ 1. Rồi bây giờ đến tụ 2. Cũng là vòng tay, lắc tay, thạch anh dâu tây hồng kết hợp với đá mặt trăng, và vẫn là tỳ hưu. Ok. Và một lá bài oracle dành cho bạn. Điều mà các bạn cần làm tại thời điểm hiện tại là gì? Khởi đầu mới. Vâng, bắt đầu một cái gì đấy mới rất đơn giản, rất dễ hiểu đúng không nào? Rồi cụ thể như thế nào mình sẽ nói nhiều hơn vào trong trải bài. Còn bây giờ đến tụ 3. Cũng là lắc tay thạch anh dâu tây hồng kết hợp với đá mặt trăng. Rồi rất là nữ tính. Và thông điệp của các bạn, hành động của các bạn, thứ mà các bạn cần làm tại thời điểm này, tin tưởng. Rồi với tụ 3 thì có lẽ là các bạn đang manifest một thứ gì đấy chăng?
hoặc là các bạn đang trên hành trình gì đó và các bạn trên hành trình nào đó và điều mà các bạn thiếu là sự tin tưởng vào một kết quả và một tương lai tươi sáng và một kết quả tích cực. Thứ bạn cần làm là niềm tin, giữ vững niềm tin, giữ vững lập trường và đi tiếp trên cái hành trình mà bạn đang đi. Đó, thì đó là thông điệp của cả ba tụ ngày hôm nay. Các bạn có thể lựa chọn tụ bài dành cho các bạn dựa trên thông điệp từ các lá bài Oracle mà mình vừa mới nói hoặc là dựa trên trực giác cá nhân. Các bạn có thể nghe hai thông điệp trở lên và nếu có thời gian thì nghe thông điệp của cả ba tụ, bởi vì biết đâu được đấy. Bạn cần làm cả ba thứ cùng một lúc thì sao? Ví dụ tụ 1 là thứ mà các bạn cần làm trong khía cạnh tình cảm, tụ 2 là thứ các bạn cần làm trong khía cạnh công việc, tụ 3 là thứ các bạn cần làm trong khía cạnh phát triển bản thân, ai biết đúng không nào? Rồi, thì đó là ba tụ của ngày hôm nay. Đấy. Sau khi các bạn chọn tụ xong thì bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là điều các bạn cần làm tại thời điểm này. Các bạn cần phải hành động gì, làm gì tại thời điểm này? Mình xin phép được vào tụ 1 nhé. Rồi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn là những người chọn vòng tay Thạch Anh Dâu Tây Hồng Dây Bện và lá bài embracing, ôm trọn hoặc là mình không thật sự chưa thật sự nghĩ ra cái từ tiếng Việt cho cái lá bài này ngoại trừ cái từ ôm, nhưng mà hiểu đại để như là bạn chấp nhận nha. Đây mình lấy một ví dụ thế này, như mình đã nói ở đầu video đấy là thay vì bạn tìm cách chống lại và kháng cự thì hãy ôm trọn cái cảm xúc tiêu cực đó. Nghe thì có vẻ buồn cười đúng không nào, nhưng mình nghĩ rằng tất cả cảm xúc của bạn dù là tích cực hay tiêu cực nó đều là một phần của bạn, đều rất quan trọng đối với bạn. Thế nên là hãy dành thời gian để cảm nhận cái cảm xúc đó thay vì tìm cách chống cự lại nó. Mình lấy một ví dụ bạn mình lấy ví dụ bạn vừa chia tay người yêu đi, hay vừa trải qua một cái vấn đề đau khổ nào đó, và thường thì bạn lên mạng internet và mọi người hay nói rằng là không có gì phải khóc lóc khổ sở vì chuyện tình cảm cả, ngoài kia còn rất nhiều nhiều người phù hợp hơn, thế nên là bạn phải vui vẻ lên, bạn phải thay đổi bản thân, bạn phải phát triển bản thân, rất là bla bla bla. Thế là bạn kháng cự lại những cái cảm xúc đau khổ buồn bã tiếc nuối khi mà vừa mới thất tình đó. Thì thay vì bạn tìm cách kháng cự như thế, hãy chấp nhận và ok, tôi đang buồn, tôi đang muốn khóc, khóc đi không sao hết, buồn đi không sao hết. Có thể tự dành cho bản thân vài ngày chỉ để tập trung cho việc, chỉ để tập trung cho những cảm xúc tiêu cực đó không sao hết nhá. Đấy, chúng mình không việc gì phải tích cực một cách độc hại cả. Hãy chấp nhận rằng tất cả những cái cung bậc cảm xúc đó là một phần của bạn và là một phần của cuộc sống này. Cuộc sống này đôi khi có những khoảnh khắc rất là đau khổ buồn bã, nhưng cũng bởi vậy mà giúp chúng ta trân trọng hơn những khoảnh khắc khi chúng ta không buồn, khi chúng ta vui. Bởi vì tưởng tượng mà xem, nếu ngày nào cũng là ngày nắng thì chúng mình sẽ không trân trọng cái ngày nắng đó. Nhưng mà bởi vì thời tiết mà, có những lúc mưa, có những lúc bão, âm u, thì khi mà trời nắng lên, chúng ta phải trân trọng những cái ngày nắng đó. Đấy, không có những khoảnh khắc buồn thì chúng ta sẽ không biết thế nào là vui. Buồn và vui, đau khổ, tuyệt vọng với hạnh phúc, nó luôn là hai mặt của một đồng xu. Nếu không có mặt này thì sẽ không bao giờ có mặt còn lại. Nếu không có sự đau khổ thì ta sẽ không bao giờ có khái niệm về hạnh phúc. Thế nên là hãy ôm trọn những cảm xúc tiêu cực, hoặc là thậm chí là những cái trải nghiệm không mấy vui vẻ mà bạn đang trải qua, hãy chấp nhận nó là một phần của cuộc sống. Và không phải lúc nào mình cũng tìm cách kháng cự, mình cũng tìm cách chấm dứt nó kiểu như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ rút thêm bài, mình sẽ rút thêm bài những điều bạn cần làm bây giờ tại thời điểm này. Động lực. Tĩnh lặng, đứng yên, sự đứng yên.
chăm chỉ. Rồi. Ừ, 6 gậy. 7 xu và 8 ly. Sáu cái lá bài được rút ra, nó giống như là một cái sự giải thích sâu hơn là tại sao lại xuất hiện cái lá bài, nói về sự chấp nhận. Thì mình không biết cái này có phải là tính cách của bạn hay là cái cách mà bạn được dạy dỗ, hay chỉ đơn giản là bạn bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, bởi những cái thông tin trên mạng. Tức là ý mình ở đây là về cơ bản bạn là một cái người mà mình cảm thấy rất hiếm khi ngồi yên một chỗ, mà bạn phải luôn cảm giác luôn phải luôn tiến về phía trước, hay luôn làm một cái gì đó, hay phải luôn cải thiện một cái gì đấy, phát triển một cái gì đấy. Ok, đấy là điều tốt. Nhưng mà chính vì cái xu hướng này mà đôi khi bạn không chịu ngồi lại và làm việc với cảm xúc của bạn. Ví dụ như là bạn gặp chuyện buồn và thay vì bạn ngồi và bạn gặm nhấm nỗi đau thì bạn lại vùi mình vào công việc. Vùi mình vào công việc và cứ vùi mình vào những cái hoạt động khác để tạm thời sao nhãng đi cái cảm xúc buồn đó, và bạn nghĩ rằng đó là cái biện pháp tốt tại thời điểm này. Ok, đồng ý. Có thể là nó tốt tại thời điểm này, nó giúp cho bạn tạm thời quên đi, nhưng mà nó giống như là cái thuốc giảm đau tạm thời thôi. Thì bạn biết là thuốc giảm đau chỉ giúp cho bạn giảm đau chứ không chữa được gốc của căn bệnh đó. Và để chữa được gốc của một cái căn bệnh, một cái tổn thương, thì bạn cần phải trực tiếp đối diện với cái tổn thương, với cái nỗi đau của mình. Đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực. Cho bản thân thời gian để trải qua cái cảm xúc tiêu cực đấy. Và để đối diện, để trải qua những cái cảm xúc không mấy vui vẻ đấy, thì bạn cần phải đứng yên. Bạn cần phải học cách tĩnh lặng lại. Và đôi khi có thể bạn quá sợ cái việc phải yên lặng, phải ở yên một chỗ. Vì khi mà bạn yên lặng, bạn yên tĩnh, có thể lúc đó là những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ tiêu cực nó lại xuất hiện và bạn sợ phải đối mặt với chúng. Thì đó cũng là một phần của cái sự khuyến khích của xã hội hiện đại. Con người ta phải luôn thay đổi, con người ta phải luôn làm cái này cái kia. Và khi mà bạn ở yên một chỗ, bạn không làm gì cả, thì sẽ bị xã hội, những người xung quanh đánh giá, phán xét rằng bạn lười, bạn thất bại, bạn không đạt được thành tựu gì hết, bạn dậm chân tại chỗ, và thậm chí là bạn đi lùi về số đông. Nhưng mà chúng mình nói thế nào nhỉ? Đến một thời điểm nào đó thì mình mong là các bạn có thể có được những cái chính kiến của riêng mình, để các bạn tự biết là à, đây là con đường hành trình của tôi, nên là tự tôi biết lúc nào thì tôi chạy, lúc nào tôi nên dừng lại để nghỉ. Hãy lắng nghe cơ thể và lắng nghe tôi. Đấy, tự mình lắng nghe mình và ra quyết định cho cuộc sống của mình, chứ mình không có để những cái ý kiến bên ngoài tác động lên nữa. Thì thứ mà các bạn tụ một cần làm tại thời điểm bây giờ chính là đừng có chạy nữa. Đừng có chạy và đừng có tìm cách vượt qua cái nỗi đau này nữa. Mình không biết là chuyện gì xảy ra trong thời gian trước khiến cho các bạn. Cái này nó không phải là một cái gì đấy quá kinh khủng đâu nhá. Mình không thấy nó là một cái đau đớn tột cùng theo kiểu là bị một cú sốc của tòa tháp, bị vũ trụ đá đít. Mà đây là cái cảm giác buồn hơi tiêu cực. Đúng giống như cái kiểu là bạn vừa kết thúc một mối quan hệ lâu năm, nhưng mà không phải kết thúc theo kiểu vũ trụ đá đít, mà là cả hai đều tình nguyện chia tay trong hòa bình, nhưng mà bạn vẫn có cái cảm giác xúc tiếc nuối của việc kết thúc một cái mối quan hệ lâu năm. Đấy là cái cảm giác buồn buồn hơi buồn buồn như thế này đó. Nhưng mà
hãy cảm nhận nó và đừng đừng có gán mác cho, tức là mình đừng bao giờ có gán mác cái cảm xúc buồn và tiếc nuối đó là cảm xúc tiêu cực, và mình không được phép có những cái cảm xúc đấy. Đấy, kể cả thậm chí là cảm xúc tức giận cũng thế. Ôi tôi tức giận quá nhưng mà không được. Xã hội bảo cảm xúc tức giận là điều không tốt, thế nên tôi sẽ phải kìm nén cơn giận của tôi lại. Và thay vì là bạn học bạn kìm nén thì hãy quan sát tại sao mình lại tức giận nhỉ? Điều gì đã trigger mình nhỉ? Và nếu bây giờ mình không thích cái cảm xúc này thì làm thế nào để lần sau mình không tái diễn cái cảm xúc này nữa nhỉ? Đấy, hãy chậm lại một chút và quan sát cảm xúc của bạn. Như thể là bạn đang tự phân tích chính mình vậy. Đừng cố tìm cách là à bây giờ tôi đang thất tình thì tôi phải làm mọi cách để vượt qua cái giai đoạn thất tình này. À bây giờ tôi đang đau khổ vì vừa mới kết thúc một công việc không như ý muốn, giờ tôi phải tìm cách vượt qua bằng cách là tìm cái công việc mới ngay lập tức, mặc dù lẽ ra bây giờ tôi nên ngồi lại và nhìn nhận lại xem là tại sao công việc hiện trước lại không phù hợp với tôi, tại sao tôi lại gặp những cái chuyện như thế. Tức là thứ bây giờ bạn cần làm là hãy ngồi một chỗ, ngồi tĩnh lặng, cho bản thân thời gian tĩnh lại để quan sát, để đánh giá và hiểu bản thân hơn trước khi là bạn quyết định xem bước tiếp theo là gì. Đấy, về cơ bản là sống chậm lại một chút. Không phải lúc nào cũng tiến về phía trước, không phải lúc nào cũng phải vượt qua cái khó khăn này để đến một cái chương mới. Đấy, cứ thư giãn thôi, chill thôi, relax. Ok. Thì đó là những gì mà các bạn tụ một cần phải làm tại thời điểm này. Chậm lại, tĩnh lại, sâu lắng hơn, và để biết là à, và có một số bạn tụ một nhé, đôi có thể là ví dụ mình lại quay lại cái ví dụ về thất tình đi hay chia tay đi, có thể các bạn đã chia tay từ rất lâu trước rồi, ví dụ 6 tháng trước, ồ một khoảng thời gian khá lâu, nhưng mà bạn không có dành đủ thời gian để chữa lành cái cho những cái tổn thương và cảm xúc tiêu cực ngay sau khi chia tay, mà có thể là bạn tập trung ngay lập tức vào công việc, vào việc kiếm tiền và học tập. Và bạn biết mà, cảm xúc tiêu cực thì nó không tự biến mất. Nếu mà bạn bỏ bê nó thì nó vẫn ở đó, chỉ giống như là các bạn đang vặn nhỏ âm thanh, âm lượng của cái loa thôi. Cái loa mang tên cảm xúc tiêu cực, cái loa mang tên nỗi buồn, nhưng mà âm nhạc nó vẫn, cái loa đấy nó vẫn đang phát nhạc, chỉ là bạn đang vặn nhỏ nó đi thôi. Thì đến một ngày nào đấy cái cảm xúc tiêu cực đấy nó sẽ trồi lên, nó sẽ lại phải xuất hiện lại, bởi vì nó không tự biến mất. Và có thể là sau 6 tháng khi chia tay, tự dưng bạn có một cái cảm giác buồn man mác mà bạn không biết vì sao, mà bạn không biết vì sao. Đấy, vấn đề là như thế. Tự dưng tôi cảm thấy rất trầm cảm mà tôi không biết vì sao. Và khi mà các bạn càng dồn nén cảm xúc thì lúc mà nó xuất hiện lại, nó trầm trọng hơn, nó cái mức độ tiêu cực, cái mức độ buồn nó nhân lên gấp mấy lần. Thế nên là khi mà đang có chuyện buồn thì mình chậm lại và mình quan sát, mình xử lý nó ngay lập tức thì sẽ lành mạnh hơn cho bạn. Rồi thì đó là trải bài các bạn tụ một, mình xin phép là dừng trải bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, cũng như là gói mới Cải vận đào hoa dành cho những bạn nào mà đang độc thân và muốn tìm kiếm nửa kia nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Rồi, xin chào tất cả các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn vòng tay Thạch Anh Dâu Tây Hồng kết hợp với đá mặt trăng, và lá bài của các bạn đó là sự khởi đầu mới. Tức là thứ mà các bạn cần làm tại thời điểm hiện tại là bắt đầu một cái gì đấy. Đã đến lúc bắt đầu một cái gì đấy rồi. Đã đến lúc sang chương mới trong cuộc sống, hoặc trong cái hành trình này rồi. Đó. Hoặc có thể thời gian vừa rồi là khoảng thời gian bạn nghỉ ngơi, bạn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để chữa lành, và giờ là lúc chúng mình bắt tay lại vào công việc, vào một cái hành trình mới, ý tưởng mới.
Giờ mình sẽ rút thêm bài để có thêm thông điệp nhé. Sự bảo vệ. Pleasure là kiểu sự sung sướng à. Thỏa mãn, sung sướng và tự do. Ok. Mười kiếm. Mười kiếm, chín kiếm. Trời ơi. Và toàn kiếm luôn. Hiệp sĩ kiếm. Ái chà. Mình thấy ở đây đó là sự cố chấp. Sự cố chấp của các bạn tụ hai. Với ba lá bài, đây phải hiệp sĩ, đây là cậu bé kiếm, tức là với ba cái lá bài kiếm, ba lá bài tarot kiếm, mình cảm nhận được là các bạn, cái hành trình cũ của các bạn hay là cái hành trình hiện tại mà các bạn đang đi á là sai. Thật không phải cái gì đúng hay sai à, nó không hợp với linh hồn của bạn đi. Nó không hợp với bạn, nói đơn giản là như thế. Bạn hiểu điều này, bạn cảm nhận được điều này, trực giác cho bạn thấy điều này, con tim bạn biết điều này, nhưng lý trí không cho phép. Kiếm mà, lý trí. Tại sao? Bạn cố chấp thế thôi. Có thể là bởi vì rất là nhiều lý do, ví dụ như là bạn không thể từ bỏ được bởi vì bạn không muốn bị những người xung quanh đánh giá. Bạn không từ bỏ được vì một cái lý do nào đó thuộc về phạm trù cái tôi, thuộc về phạm trù sự sĩ diện, vì hình ảnh, vì ego. Nhưng bạn biết mà, nếu mà bạn là cái người mà duy tâm và tìm hiểu nhiều về, có thể tarot đi, đã chữa lành được một thời gian thì bạn hiểu khi mà bạn cứ đâm đầu vào một hành trình hay một cái con đường, một cái tình huống mà nó không phù hợp với bạn và bạn làm nó chỉ vì cái tôi, vì ego, thì sớm hay muộn vũ trụ cũng sẽ đá đít bạn. Hoặc là kể cả khi vũ trụ không đá đít thì bạn cứ liên tục gặp những cái thất bại thảm hại. 9 kiếm, 10 kiếm, đau khổ tột cùng luôn. Cho đến khi bạn bạn không thể chịu được nữa. Cho đến khi bạn không thể chịu được nữa, bạn tự giải thoát cho chính mình. Tự do. Và khi mà cái ngày mà bạn bảo là được rồi, tôi tự giải thoát cho tôi đây, tôi không thể đâm đầu vào cái tình huống hay cái mối quan hệ hay cái công việc dự án mang tính độc hại này nữa, tôi không thể cố được nữa. Tôi tự giải thoát cho chính mình. Và cái giây phút mà bạn tự giải thoát là lúc bạn cảm nhận được pleasure, tức là chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ tôi cảm thấy lâng lâng như thời điểm này, như thể là tôi vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Một số bạn ác mộng đấy có thể kéo dài vài tháng, một số bạn có thể lên đến vài năm, cho đến khi bạn thật sự tự giải thoát cho chính mình. Ví dụ bạn ở trong một mối quan hệ độc hại và bạn nghĩ là tại sao đối phương không giải thoát cho bạn? Bằng cách là bạn tìm cách thay đổi đối phương và mãi mãi mà không thể thay đổi được, hoặc là bạn ở trong một công việc độc hại và bạn tìm cách thay đổi sếp, thay đổi đồng nghiệp của mình. Nhưng mà bạn cố mãi mà bạn thất bại hết lần này đến lần khác và bạn không hiểu tại sao. Cho đến cái ngày bạn giải thoát cho bạn khỏi cái mối quan hệ, khỏi công việc, khỏi tình huống độc hại đấy, bạn mới cảm thấy là wow, như thể tôi vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng kéo dài và giờ là lúc để tôi bắt đầu khởi đầu mới, một mối quan hệ mới hoặc đơn giản là cuộc sống mới. Và có thể khi mà vừa bước ra khỏi một cái tình huống cũ kéo dài thì dĩ nhiên là cái cảm giác lo lắng sợ hãi là không biết là cái con đường phía trước nó có an toàn hay không, con đường phía trước có
tốt hay không, hay lại tiếp tục khổ sở, hay là phía trước lại là một cơn ác mộng. Thì cái lá bài protection cho thấy là bạn, cái con đường mới, cái con hành trình mới, khởi đầu mới sẽ nhận được cái sự bảo vệ từ vũ trụ. Nhưng mà mình nghĩ thế này, thật ra thì vũ trụ sẽ luôn bảo vệ chúng ta thôi. Vũ trụ này, hay là bạn nào mà hiểu theo nghĩa theo kiểu là tổ tiên bảo vệ hay là Chúa bảo vệ, thánh thần bảo vệ, tùy vào ngưỡng tin của bạn, thì bạn yên tâm là bạn sẽ luôn được bảo vệ, chỉ là đây như kiểu là một cái lời an ủi động viên là đừng có sợ để đi trên hành trình mới, bạn sẽ luôn được bảo vệ. Nhưng mà chủ yếu, bạn hãy hiểu là chủ yếu là cái hành trình mới tốt hay không là nằm ở bạn, chứ không phải nằm ở cái việc là vũ trụ có bảo vệ bạn hay không. Ý ở đây là dù sao đi nữa thì các bạn cũng vừa mới thoát khỏi một cái cơn ác mộng dài, thì mình nghĩ là ít hay nhiều các bạn cũng sẽ học được một bài học nào đó từ cái tình huống tiêu cực này để các bạn biết mà lần sau đừng có tái phạm. Được không nào? Đấy. Tóm lại là đấy, tóm lại là giải thoát thôi. Cái từ khóa mình thấy ở đây là giải thoát. Giải thoát cho chính bản thân mình thôi. Giải thoát thôi. Và bắt đầu, đừng ngần ngại bắt đầu một hành trình mới. Và hành trình mới chắc chắn sẽ lành mạnh, sẽ tích cực, sẽ nhiều niềm hạnh phúc hơn là cái hành trình cũ toàn kiếm, 10 kiếm với cả 9 kiếm. Wow, mình mệt, thấy mệt quá à. Mình có một cái cảm giác nó rất là day dứt, nó rất là khó chịu ở cái hành trình cũ của các bạn tụ hai. Mình không biết đó là hành trình công việc hay hành trình tình cảm hay phát triển bản thân hay thay đổi một cái gì đấy ở bản thân. Nó là một cái gì đấy nó kéo dài. Nó không xiên bạn một phát chết ngay, nhưng mà nó như kiểu nó tra tấn ấy, nó bạn bị tra tấn tinh thần đấy. Người ngày xưa thì tra tấn thể xác đúng không nào? Rút từng cái móng tay một hay là kiểu nhổ răng, nói chung là những cái thứ đấy không khiến bạn chết nhưng mà khiến bạn đau đớn chút một, rất là khó chịu. Vấn đề đây là ai là người tra tấn bạn? Trong tình huống của các bạn, chính các bạn đang tra tấn chính mình. Và nếu các bạn nhận ra được điều đấy thì có lẽ các bạn sẽ thôi đâm đầu vào cái tình huống đó và thôi tự giày vò, tự tra tấn tinh thần của mình. Đối phương hay bất cứ ai liên quan trong câu chuyện của bạn không phải là người tra tấn bạn. Bạn tình nguyện ở trong cái tình huống hiện tại, bạn mới là người đang tra tấn chính mình. Các bạn thích bị ngược à? Đấy, thế nên là hãy giải thoát cho bản thân. Rồi các bạn sẽ nhận ra rằng là hóa ra những ngày tháng, những năm tháng trước chỉ là một cơn ác mộng. Nghĩ lại thì vô cùng đau đớn, nghĩ lại vẫn thấy mệt mỏi, đau đớn, khổ sở. Nhưng mà nếu không trải qua cái cơn ác mộng đó thì mình sẽ không bao giờ có được mình của ngày hôm nay và không bao giờ tích lũy được một đống kiến thức và kinh nghiệm quý báu như ngày hôm nay. Và cầm trong tay một đống kiến thức đó thì mình mong bạn sẽ không bao giờ tự mình giày vò chính mình, tự mình tra tấn chính mình lần thứ hai. Rồi, thì đó là thông điệp của các bạn tụ hai. Giải thoát cho bản thân. Đừng ngần ngại một cái khởi đầu mới. Đừng ngần ngại ra khỏi vùng an toàn. Mà thật ra cái vùng này nó có an toàn gì đâu. Nó mệt mỏi lắm luôn. Nhưng mà có lẽ là bạn ở trong đấy lâu quá nên bạn nghĩ rằng thế giới ngoài kia đáng sợ hơn là cái thế giới trong này. Rồi, thì cũng có thể là các bạn bị manipulate, tức là các bạn bị cái người trong tình huống này thao túng tâm lý để các bạn nghĩ rằng ngoài kia đáng sợ hơn. Wow, nhưng thật ra không phải. Rồi, thì đấy là trải bài các bạn tụ hai. Mình xin phép được dừng trải bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Và bạn nào có hứng thú với gói cải vận đào hoa thì liên hệ với mình qua các fanpage để biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.
Rồi, xin chào tất cả các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn lắc tay Thạch Anh Dâu Tây Hồng kết hợp với đá mặt trăng, và lá bài của các bạn nói về sự tin tưởng. Rồi, thì với lá bài này mình cảm thấy là bạn đang có thể là chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới, hoặc là đang đi trên hành trình này rồi nhưng mà bất an, cảm thấy vô cùng bất an và không biết là mình có đến được cuối hành trình hay không, hoặc là hành trình này có đem đến kết quả gì hay không. Ok, thì thứ mà các bạn cần làm bây giờ là tiếp tục cái hành trình mà các bạn đang đi, tiếp tục thực hiện kế hoạch của các bạn và phải tin tưởng. Và theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì có thể là bạn sẽ nghĩ ra rất là nhiều các phương án khác nhau để đến được cái kết quả của bạn, nhưng mà khi mà thực tế xảy ra ấy, thì có thể là sẽ không bao giờ giống với kỳ vọng, với suy nghĩ, với các phương án mà bạn nghĩ đã từng nghĩ trong đầu, nhưng kết quả nó sẽ luôn tốt. Có thể nó không đúng 100% với kỳ vọng của bạn nhưng nó sẽ luôn tốt theo một cách nào đấy. Đó. Và nếu mà bạn nghĩ rằng là cuộc sống luôn vận hành theo cái cách khiến cho bạn hạnh phúc thì bạn sẽ thôi cái cảm giác bất an lo âu về một tương lai mà bạn không thể kiểm soát được. Giờ mình sẽ rút thêm bài để xem là cái thông điệp thêm dành cho các bạn tụ ba là gì. Sự chúc phước lành, sự chúc phúc, điều may mắn, sự đơn giản. Nghĩ đơn giản thôi. Và cộng đồng. Rồi, một năng lượng khá là đẹp. Một xu khởi đầu mới. Một ly lại tiếp tục khởi đầu mới. Rồi, hiệp sĩ ly. Ok, mang năng lượng và trao đi yêu thương. Năng lượng của trải bài các bạn tụ ba khá là đẹp. Đẹp không phải theo cái kiểu là thành công vẻ vang, thành công rực rỡ, mà có cái kiểu gì đấy nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng mà rất là tích cực, lành mạnh. Thì với hai lá bài một xu và một ly, vâng, nó chỉ là nhắc lại thôi là bạn bắt đầu một hành trình mới. Và bạn hiểu cho mình cái hành trình này không nhất thiết là hành trình hữu hình, không nhất thiết là hành trình công việc hay hành trình tình cảm, mà chỉ đơn mà đôi khi đơn giản là khởi đầu mới. Khi mà bạn bắt đầu có những cái quan điểm sống mới, khi mà bạn thay đổi từ bên trong, thì đó là cái sau khi mà bạn giác ngộ đi, thì đó là cái ngày mà bạn sống cuộc sống này, làm công việc cũ trong một mối quan hệ cũ nhưng với tâm thế mới, thì đó cũng có thể coi như là một khởi đầu mới. Đó, và cái khởi đầu này một là tin tưởng và cảm thấy biết ơn, sống với cái tâm thế biết ơn hơn. Và có cái gì đấy nói thế nào nhỉ, cái năng lượng này dùng từ nào để mà nói nhỉ, dùng từ nào để diễn giải nhỉ? Nó rất đơn giản, nó như kiểu là như kiểu cái tâm thế của các bạn tụ ba ấy, nó giống như là buông xuôi thì không đúng nhá, mình không dùng từ buông xuôi, nhưng nó rất là dễ chịu à, chấp nhận. Có lẽ vậy. Cậu các bạn thứ các bạn nên làm đó là dịu dàng hơn với bản thân và chấp nhận hơn là à, cái hành trình của mình nó sẽ có cái này cái kia xuất hiện, và mình sẽ thôi không tìm cách thay đổi, hay mình sẽ thôi không tìm cách chống lại nó nữa, mình sẽ chấp nhận nó. Và mình sẽ biết ơn tất thảy những người và con người, mối quan hệ và tất cả các trải nghiệm mình có được trên hành trình này. Để biết ơn đối với mình tất
cả đều đến để dạy mình bài học, tất cả đều là phước lành từ vũ trụ. Và trên cái hành trình mới của bạn, bạn sẽ gặp những người, cộng đồng, những người có cùng cái tần số này với bạn. Những người mà sống cho cái tâm thế mà mình nói ngay từ đầu trải bài, đấy là trao đi yêu thương. Tức là mình không cần biết các bạn làm gì, bắt đầu hành trình liên quan đến công việc hay tài chính, miễn là các bạn làm nó với tình yêu. Thì chắc chắn hành trình sẽ có những cái kết quả tích cực. Chỉ là chúng ta có lẽ là do giáo dục từ nhỏ, chúng ta được dạy là khi làm một cái gì đấy cần phải có một cái kết quả rõ ràng. Khi mà bạn bắt đầu học một cái môn nào đấy thì bạn cần phải có một kết quả rõ ràng là điểm 9 hay điểm 10, điểm tối đa. Bạn cần được đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc cuối năm. Và chúng ta lớn lên tiếp tục với một cái tâm thế cần phải có một cái kết quả rõ ràng như thế, như thế, như thế. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống á, cái đấy có thể đúng trong công việc, nhưng mà trong cuộc sống hay trong các mối quan hệ thì không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý ta. Và khi mà mọi thứ không theo ý ta là ta bắt đầu suy sụp, và ta bắt đầu cảm thấy là thật là khó sống. Nhưng mà khi mà các bạn đơn giản hóa mọi thứ, bạn đơn giản hóa cái hành trình của bạn, các bạn chỉ đơn giản là tận hưởng quá trình và giữ vững một cái niềm tin, không nhất thiết là kỳ vọng nhá, chỉ tin là tất cả chúng ta đến với thế giới này đều đều sẽ nhận được sự hạnh phúc và phước lành từ vũ trụ. Chúng ta sinh ra để có được cái sự hạnh phúc đấy. Thế nên là bất cứ thứ gì tôi làm, bất cứ thứ gì tôi chuẩn bị làm trong thời gian tới sẽ đều dẫn tôi đến hạnh phúc. Chỉ là tôi sẽ không lên kế hoạch trước cho cái hạnh phúc của tôi mà thôi. Nhưng tôi biết kết quả cuối cùng sẽ luôn tốt cho tôi. Bởi tôi là con cưng của vũ trụ. Đấy, bởi vì tôi nhận được cái sự bảo vệ từ vũ trụ, tôi nhận được phước lành từ vũ trụ. Và nếu mà tôi cứ tiếp tục sống với cái tâm thế là trao đi yêu thương, trao đi tình yêu, đấy giống người đàn ông cưỡi ngựa, hiệp sĩ ly, trao đi ly tình yêu, thì tôi biết là tình yêu sẽ được trao lại đến tôi và tôi sẽ gặp được những cái người có cùng chung chí hướng, cùng chung cái năng lượng này. Thì mình cảm thấy có thể là các bạn tụi ba lớn tuổi rồi. Hoặc nếu các bạn trẻ thì để có được cái năng lượng này, để có được cái năng lượng này thì có lẽ các bạn đã trải qua khá là nhiều chuyện trong quá khứ để các bạn có thể ngộ ra được là à, hóa ra cuộc sống nó đơn giản vậy thôi. Tại sao trước giờ mình cứ phức tạp hóa nó lên làm gì? Đấy, nó có cái năng lượng của các bạn tụ ba có gì đấy khá là chill. Khá là chill vào nó như thế nào nhỉ? Tức là cái hành trình mới mà các bạn chuẩn bị đi á, hay là đang đi á, thì dĩ nhiên là bạn vẫn có những cái trigger khiến cho bạn hơi hơi nhá, mình nói hơi hơi bất an một chút. Nhưng mà mình nghĩ kể cả khi không nghe cái trải bài này thì sớm hay muộn cái nỗi bất an của các bạn tự biết phải giải quyết nó, tự biết phải làm gì để quay lại đơn giản hóa hành trình, đơn giản hóa cuộc sống của bạn, để các bạn lại một lần nữa tận hưởng và cảm nhận cái hành trình mà các bạn đang đi. Đấy, có thể là hành trình tình cảm, hành trình công việc, tôi sẽ tiếp tục cái công việc này và tôi không quá quan tâm là cái công việc này sẽ dẫn tôi đến đâu, tôi chỉ biết là mỗi ngày làm nó tôi đều rất là vui. Và tôi luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi làm. Ồ, cái này nó là sống chánh niệm la. Sống chánh niệm á. Hoặc là mối quan hệ cũng thế, tôi luôn tìm thấy niềm vui nhỏ nhặt nhất trong mối quan hệ hiện tại mà tôi không cần phải là à, tôi ở trong mối quan hệ này thì mối quan hệ này nó phải có kết quả thì tôi mới ở. Hoặc là tôi làm cái công việc này, đi theo cái hướng này nó phải ra kết quả thì tôi mới đi. Nếu không ra kết quả tôi không đi. Và tôi tìm đến tarot reader để biết là có kết quả hay không. Tất cả các reader tôi gặp đều bảo là không có kết quả thì là tôi không làm nữa, thì cả đời tôi không làm một cái gì hết. Mình thấy đó là tâm thế của khá nhiều các bạn bây giờ. Thế thì thay vì chúng mình cứ quá tập trung vào kết quả, tốt nhất là vấn đề gì cũng thế, các bạn cứ bỏ kết quả đi, không, đừng bao giờ quan tâm đến kết quả.
Thật ra kể cả trong công việc hay chuyện tài chính cũng thế, bạn cứ gạt hết kết quả qua một bên, kệ kệ nó, kệ nó. Tức là bạn có mong muốn kết quả nhá, ai chả có kỳ vọng đúng không? Nếu mà chúng ta không có hy vọng, không kỳ vọng thì xã hội đã không phát triển đến ngày hôm nay và chúng ta không có hy vọng để sống ngày mai. Thì dĩ nhiên là chúng ta có hy vọng, chúng ta muốn đạt được cái này với người yêu mình, chúng ta muốn đạt được cái kết quả tiền bạc như thế. Chỉ là đừng quá mảnh vào cái kết quả đấy. Không bị quá mảnh vào kết quả đấy. Không cần phải, mình phải làm được. Và nếu mà mình cảm thấy mình đang hơi đi chệch hướng thì mình sẽ bắt mình quay trở lại hướng cũ để sao cho đạt được cái kết quả đấy. No. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ 100% kiểm soát được cuộc sống của bạn. Nếu mà các bạn có tuổi một chút và các bạn nhìn nhận lại thì các bạn sẽ thấy là không có một cái kế hoạch 1 năm, 2 năm, 5 năm nào 100% thành hiện thực với bạn cả. Và không bao giờ nó đúng như theo ý của bạn cả. Đôi khi là bạn có đạt được kết quả nhưng đôi khi bạn không đạt được, hoặc đôi khi bạn đạt được nhưng mà thay vì bạn đạt được trong khoảng thời gian 3 năm, 6 tháng bạn đã đạt được rồi. Thế nó sẽ luôn có những cái yếu tố đến từ bên ngoài xuất hiện. Và việc của bạn đó là bạn để một cái khoảng trống trong kế hoạch của mình để vui vẻ đón nhận những cái điều thay đổi đấy, những cái yếu tố đến từ bên ngoài đấy. Và đôi khi thế này, kế hoạch 5 năm của bạn là một kiểu, nhưng mà sau cái 5 năm đấy, thứ bạn đạt được hoàn toàn không giống cái kế hoạch 5 năm bạn đã đề ra. Nhưng khi mà bạn nhìn nhận lại thì thứ mà bạn thật sự đạt được ấy, nó có khi khiến cho bạn hạnh phúc hơn rất là nhiều so với cái kết quả bạn đặt ra ngay từ đầu. Tức là cuộc sống rất là nhiều điều kỳ diệu, nhiều phước lành như thế. Và việc của chúng ta là mở lòng. Chúng ta mở lòng, chúng ta đón nhận những cái phước lành đấy. Thay vì cố chấp trong một cái kết quả duy nhất. Đấy. Vậy thôi, khi mà bạn ở trong một cái tâm thế đón nhận, cởi mở thì sống chánh niệm, thực hành sống chánh niệm thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình nhá, thì cái kết quả cuối cùng á, ví dụ mình là ví dụ là kết quả 5 năm của bạn, bạn phải đạt được thang điểm, kết quả là thang điểm 8 trên 10 đi. Nhưng mà bạn sống với cái tâm thế là tôi chỉ tập trung cho quá trình, làm những gì cần làm, tôi không quá quan tâm đến việc là hết 5 năm tôi phải được đạt được 8 trên 10. Tôi chỉ vui vẻ thế này thôi. Làm thì vẫn làm, chăm chỉ thì vẫn chăm chỉ. Nhưng mà cũng vui vẻ với cái sự chăm chỉ đó. Thì có khi hết 5 năm ấy, thứ các bạn đạt được không phải 8 trên 10 theo kỳ vọng. Đôi khi nó là 9 trên 10, 10 trên 10, thậm chí 12 trên 10. Tức là cái tâm thế tích cực này á, nó sẽ cho bạn cái kết quả tốt hơn cả kỳ vọng của bạn. Nhưng ngược lại, khi mà bạn bị ám ảnh về kết quả thì kết quả cuối cùng không bao giờ đạt được 8 trên 10. Để giải thích cho vấn đề này thì khi mà các bạn bị ám ảnh, tức là các bạn đang tiêu cực, cái mối quan hệ của bạn với cái kết quả đó nó bị tiêu cực, thì khi mà bạn đang tiêu cực như thế, bạn sẽ có những cái hành động và sự và quyết định không sáng suốt, từ đó càng khiến cho kết quả của bạn nằm xa tầm với. Còn khi bạn đang mang tâm thế tích cực thì bạn sẽ có những cái quyết định sáng suốt, mặc dù những cái quyết định này bạn ra trong vô thức nhé. Và bởi vì cái quyết định sáng suốt đó nó sẽ giúp cho bạn đến gần hơn với kết quả, thậm chí là vượt qua cả kết quả kỳ vọng của bạn. Thì đó chính là kinh nghiệm cá nhân, trải nghiệm cá nhân của mình, và mình thấy nó đúng hết trong tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Khía cạnh nào cũng thế, miễn là bạn bỏ dẹp cái nỗi bất an qua một bên, bạn tận hưởng quá trình, bạn vui vẻ với nó, bạn không ám ảnh về kết quả, bạn tin tưởng bản thân, tin tưởng trực giác, bạn đơn giản hóa mọi thứ đấy, thì thế nào kết quả cũng tốt, nó sẽ luôn đến theo một cách nào đấy, nó sẽ luôn tốt theo một cách nào đấy. Rồi thì đó là trải bài các bạn tụ ba, theo như cũng đã nói xong rồi. À, mình xin phép được dừng trải bài ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Và bạn nào hứng thú với gói cải vận đào hoa thì liên hệ với mình qua các fanpage để tìm hiểu thông tin chi tiết về gói nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.